sĩ mang thai nhiễm Covid-19 gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp vì đã cứu sống mình. Lao xe tải chở gần 6.000 bao thuốc lá lậu xuống kênh để thoát thân. Thoát tim cảnh cháu bé chìm giữa hồ nước vắng, chủ hồ vô tình phát hiện cứu sống. Phát hiện vụ chôn lấp hơn 500 tấn chất thải công nghiệp. Câu chuyện độc đáo, ở nhà mùa dịch, nhiều bạn trẻ chăm vào bếp, học thêm kỹ năng. Xin chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ hàng hải và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế các tuyến luồng hàng hải và khu neo đậu chuyển tải Thiền Liền, Gò Gia, huyện Cần Giờ nhằm đề xuất các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Do đây là nơi tập trung nhiều tàu nước ngoài tới neo đậu trước khi vào cảng thành phố Hồ Chí Minh nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao. Ông Nguyễn Minh Dũng, Bí thư huyện Cần Giờ cho biết, khó khăn nhất trong công tác phòng chống dịch hiện nay của huyện là thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, giám sát chặt chẽ người đi và đến, nhất là những người lên, xuống tàu, bốc xếp hàng hóa. Tính đến ngày 17 tháng 8, trên địa bàn huyện Cần Giờ có 653 ca F0, 309 người đã khỏi bệnh, 343 người đang trị bệnh, 1 ca tử vong. Tổng số ca F1 là 1.695 người, F2 là 3.007 người. Trên địa bàn huyện có 7 khu phong tỏa, có 4 vùng xanh đang được bảo vệ, gồm các xã Thanh An, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp và thị trấn Cần Thạnh. Thưa quý vị, một bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng thành phố không may nhiễm Covid-19 nặng khi đang mang thai 31 tuần. Rất may mắn, với sự nỗ lực của các đồng nghiệp, hai mẹ con chị đã may mắn vượt qua cửa tử khi lưỡi hái tử thần đã kề ngay sát bên. Dạ, nên được cái chính thấy ăn sữa cũng tốt ha. Chuyển tới bệnh viện của em rồi sau đó mấy anh chị đã tạo điều kiện cho em qua bệnh viện Trân Vương á. Dạ, sau đó để mổ bắt con. Dạ, mổ bắt con để chuẩn bị sợ con em anh nguy hiểm tính mạng á. Sau đó chuyển qua bệnh viện bên này để chạy ECMO. Dạ, để duy trì cái sự sống của em. Nói chung là cũng nhờ ơn của mấy anh chị rất là nhiều. Và đặc biệt là ban giám đốc của Bệnh viện Di động thành phố, và anh Tiến, và anh Linh, và anh Huy. Và ở đây anh Huy là tất cả những cái anh chị đồng nghiệp ở đây, và mấy anh chị điều dưỡng, các bác sĩ đã hỗ trợ cho em rất là nhiều trong cái việc điều trị. Là con của em á, đã được mọi người mổ bắt con, hiện tại tình trạng của con em cũng ổn định. Dạ, yeah. Tình trạng của em thì hiện tại bây giờ em cũng qua được cái nguy kịch rồi. Dạ. Yeah. Trước đó ngày 28 tháng 7, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm phó giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19, nhận được cuộc gọi từ phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh nhờ hội chẩn can thiệp ECMO cho một đồng nghiệp đang rất nguy kịch, phải thở máy tại Bệnh viện Trương Vương. Các bác sĩ Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã nhanh chóng đến Bệnh viện Trương Vương, phối hợp cùng khoa sản Bệnh viện Trương Vương, khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng thành phố mổ cứu thai và đặt ECMO ngay tại phòng mổ cho người mẹ. Sau ca mổ, bé trai được đưa về Bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp tục theo dõi, người mẹ được chuyển đến Bệnh viện hồi sức COVID-19. Sau một tuần được can thiệp ECMO, thở máy, lọc máu tích cực, bệnh nhân đã được cai máy thở, rút nội khí quản và cai ECMO thành công. Thưa quý vị, ông Đào Kim Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, 12 công dân hiện đã về đến huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai an toàn sau khi được chốt kiểm dịch Cai Chanh hỗ trợ thuê xe. Trước đó, những người này đi bộ từ Bình Phước về quê. 12 người này làm công nhân xây dựng ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Khi còn ở Đồng Xoài, cả 12 người này mất việc làm, không có lương và xe nên đã quyết định đi bộ về quê. Trên đường đi, nhóm người được xe cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước chở một đoạn. Ngoài ra còn được chốt kiểm dịch huyện Bù Đăng test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khi đến chốt Cai Chanh, huyện Đắk Rờ Lấp, 12 người này tiếp tục được hỗ trợ ăn uống. Sau đó, nhân viên chốt kiểm dịch Cai Chanh đã góp được 15 triệu đồng, thuê ô tô để chở 12 người này về quê.
nhằm chia sẻ khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chương trình bữa cơm ấm lòng người ở khu cách ly với kế hoạch quyên góp kinh phí nấu hàng chục nghìn suất cơm miễn phí cho người dân đang cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Đây là bữa nấu cơm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Hóa. Trong 2 ngày qua, các chị em phối hợp với nhà tài trợ nấu hơn 500 suất cơm miễn phí cấp cho người đang cách ly tập trung ở huyện Hoàng Hóa và người đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Trong những ngày qua, Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa cũng đã nấu 15.000 suất cơm miễn phí tặng người dân đang ở khu cách ly tập trung. Trong những ngày tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì chương trình bữa cơm ấm lòng người ở khu cách ly tại tất cả các đơn vị trực thuộc để nấu và cấp khoảng 10.000 suất cơm miễn phí. Còn câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa cũng sẽ nấu tiếp 5.000 suất cơm miễn phí. Đây là hoạt động ý nghĩa đang lan tỏa ở xứ Thanh, góp phần chia sẻ khó khăn với người từ vùng dịch trở về phải cách ly y tế nhằm chung tay ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Có đèn hoa Aquino nhưng không thấy ngày mát lành, có thêm tấm lòng khứ mùi khí thêm mát lành. Có đèn hoa Aquino khỏi lo phải thêm tốn điện, giá mềm mại bền, hậu mãi đứng bên cộng đồng. Aquino, huy hoàng của tuổi già là sum dày bên con cháu. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang phát hiện trong lúc vận chuyển thuốc lá lậu, đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, sau đó lao xe xuống kênh, bỏ lại phương tiện cùng số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu để tẩu thoát. Vào khoảng 2 giờ ngày 18 tháng 8, trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu thuộc ấp Màng Trò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tổ công tác phát hiện ô tô đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Phát hiện tổ công tác, tài xế liền tăng ga bỏ chạy. Thấy không thể tẩu thoát, tài xế lợi dụng đêm tối đã lao xe xuống bờ kênh để thoát thân. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên ô tô đối tượng bỏ lại có chở nhiều thùng xốp, bên trong cất giấu 5.960 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Sáng nay, ông Đinh Thanh Nhị, 57 tuổi, trú tại thôn 1, xã E Ta, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết, gia đình cháu Đoàn Trần Tuấn Anh, 13 tuổi, trú cùng thôn, đang tới nhà cảm ơn sau khi ông cứu cháu anh trong lúc đang thoi thóp dưới hồ nước. Theo ông Nhị, gia đình có hồ nước cách nhà khoảng 150m. Chiều ngày 16 tháng 8, sau khi đi làm rẫy về, ông xuống hồ để cắt cỏ cho cá thì thấy mặt nước có động. Tưởng cá lên ăn, ông chưa vội đi cắt cỏ mà ngó xuống xem thì vô tình thấy phần đầu của một cháu bé đã chìm dưới mặt nước khoảng 20cm. Ngay lập tức, ông Nhị lao xuống hồ cứu người. Sau vài phút sơ cứu, cháu anh đã tỉnh lại. Trước đó, ngày 17 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc khiến người xem lo lắng, hồi hộp, thót tim. Đoạn clip do camera đặt tại hồ cá ghi lại cho thấy một cháu nhỏ tới hồ rồi trượt chân rơi xuống. Khi cháu chìm dần xuống hồ thì may mắn chủ hồ phát hiện lao xuống cứu sống. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc một hộ kinh doanh chôn lấp hơn 500 tấn chất thải công nghiệp ra môi trường cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ xử lý. Trước đó, tổ công tác đã kiểm tra hộ kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Đạt, 56 tuổi và vợ là bà Trần Thị Đào, 53 tuổi, ở thôn 2 Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân. Tại đây, lực lượng công an phát hiện gia đình ông Đạt đang chôn lấp số lượng rất lớn rác thải công nghiệp trong khu vực bãi chứa vật liệu xây dựng của gia đình. Qua kiểm tra, số rác thải công nghiệp được chôn lấp trái phép có tổng cộng hơn 500 tấn. Bước đầu, vợ chồng ông Đạt đã thừa nhận hành vi chôn rác thải công nghiệp. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tận dụng thời gian này, nhiều bạn trẻ đã tìm kiếm những việc có thể làm tại nhà như là vẽ tranh, làm đồ thủ công, nấu ăn hay học tập kiến thức mới. Vừa để rèn luyện bản thân, vừa có thể làm cho thời gian ở nhà trở nên ý nghĩa hơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương khác hiện nay cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Cũng vì lý do này, bạn Trần Thị Thủy Tiên, một sinh viên theo học tại thành phố Hồ Chí Minh, đã phải về quê và ở nhà hơn 3 tháng. Trong cái thời gian giãn cách xã hội này thì ngoài việc phụ giúp gia đình thì mình còn trau dồi thêm những cái kỹ năng tiếng Anh, như là mình học cái từ vựng mới ở trên mạng và mình xem phim tiếng Anh để trau dồi thêm kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. Ngoài việc ôn tập và học thêm những kiến thức trong lúc giãn cách xã hội,
nhiều bạn trẻ đã có thời gian tìm kiếm và thực hiện những sở thích của bản thân ngay tại nhà. Bình thường mình đi làm cũng khá là bận, trong lúc giãn cách xã hội như thế này thì mình dành thời gian ra để học nấu ăn trên mạng nè. Tô chanh nội số hóa không chỉ giúp cho mình rèn luyện được tính kiên nhẫn mà còn giúp mình khéo tay hơn, làm những việc mình thích, cũng đỡ phải có cảm giác khó chịu khi mà ở nhà quá lâu. Không chỉ là sở thích hay rèn luyện trí não, mọi người còn có thể rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà thông qua những bài tập vô cùng đơn giản. Việc tập luyện và có chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp chúng ta có được vóc dáng mong muốn mà còn giúp bản thân có một sức khỏe tốt để chống chọi với dịch bệnh. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình dịch bệnh đang bùng phát rất là nghiêm trọng. Cái việc mà tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cũng như ăn đầy đủ thì rất là quan trọng đối với bản thân mình. Mỗi ngày thì mình chỉ dành khoảng 30 đến 45 phút tập luyện thôi. Thì các bài tập của mình thì cũng rất là đơn giản, vừa giúp bản thân mình tăng cường sức khỏe mà vừa giúp mình hạn chế tiếp xúc ở những nơi đông người. Đây cũng được xem là dịp để những bạn trẻ có thêm nhiều kỹ năng như nấu ăn, thủ công, hình thành những thói quen tốt giúp ích cho cuộc sống của bản thân về lâu dài. Trong thời gian dịch bệnh này thì mình cũng thường hay tự nấu các món ăn cho mình. Do dịch bệnh nên là cái việc mà đi ra ngoài thì rất là hạn chế, đặc biệt là trong cái việc mà mua nguyên vật liệu. Mình ưu tiên lựa chọn những nguyên liệu có thể bảo quản lâu giống như là trứng, rau củ hoặc là đồ ấm hộp nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe. Việc mà nấu nướng thường xuyên thì giúp mình lên tay hơn cũng như là hình thành riêng cho mình một thói quen. Việc ở nhà giãn cách xã hội như thế này cũng khá là bất tiện, thay vì mình cảm giác là khó chịu khi ở trong nhà thì mình hãy tìm kiếm những cái sở thích của bản thân để làm. Ví dụ như mình nè, mình tô chanh màu số hóa. Thay vì ngồi buồn chán thì mình làm những điều mình thích để khoảng thời gian này có ý nghĩa hơn. Dịch bệnh có thể đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, nhưng đừng vội chùn bước. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ, tốt hơn. Để rồi khi dịch bệnh qua đi, mỗi chúng ta đều đã chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng bước vào cuộc hành trình mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!